Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam ha, cô chú anh chị. Đó thì hiện tại giờ cũng tối thì sư Tâm Dũng và sư Minh Khổ đang dừng chân một tại một cái khuôn viên của một gia đình của cô Phật tử của anh chị. Thì cái đoạn này thì cái video trước thì cô chú anh chị mà chắc xem có thấy ha. Đây là toàn bộ khuôn viên của gia đình của cô á, cô chú vậy. 2 hectare đất. Giờ Nam sẽ mời tất cả cô chú chị mình theo Nam đi tham quan vòng vòng ha. Tại vì cái hai khu bên kia thì tối rồi. Mà cũng không có thấy đường thì Nam bật led này để Nam đi vòng vòng cho mọi người xem ha. Sát chắp tường này. Khá là đẹp luôn cô chú chị ơi. Thì năm sau cô chú chị nếu mà tới mùa thiết hạ các sư nào mà muốn về đây ha, về đây ẩn tu mùa thiết hạ thì Nam sẽ hỗ trợ sư về đây cô chú chị. Đây, sư Tâm Dũng và sư Minh Khổ đang ở bên đó. Cái này là có phần thờ tổ tiên với mồ mả gì đó của ông bà. Nam nghe cô và con cô chia sẻ đây là nhà thờ của gia đình. Với lại cô với con của cô về mọi người. Nên Nam cũng không có biết thông tin nhiều, nhưng mà cô nói con có quay thì bật đèn lên đó, Nam đi bật về dàn đèn bên đó để quay cho tất cả mọi người xem ha. Đó, cảnh này thôi quá tuyệt vời luôn, có nguyên một cái hồ. Đây, bên đây là cô không có lắp đèn để cho nó tối, bên đó chỉ lắp đèn bên đó thôi, giống như bên đây ngồi mình ngắm qua bên bển đó. Bên đó có cái nhà bên đó để cho anh chú để mà giữ vườn đó, chăm sóc vườn. Đây cũng thả cá cũng xanh như thế này. Ở bên đó thì đang làm khúc này đang làm cho nên không có đi được, nó đang cải tạo tăng trang từ đó. Đó là cái đồi nhỏ, nó trồng sầu riêng ở trên đó, cây dầu. Để Nam đi vòng qua bên kia xuống một khúc nữa cho mọi người xem ha. Từ bữa giờ đi đi với thầy á thì khá là may mắn, tất cả mọi người rất là yêu thương. Mà cô và con của cô mọi người rất là gương mặt rất là hiền và phúc hậu. Vòng vòng cô thờ Phật cũng mấy tượng Phật luôn á mọi người. Còn Nam thì lát Nam về nhà nghỉ cô với con cô. Mẹ rất là đẹp ha. Khi mà hồi chiều Nam về ngoài á là cô giúp việc hỏi Nam á con ăn gì chưa để cô kêu người đem ra ăn tới bà chủ với cậu chủ
bà chủ là mẹ của cậu chủ nhỏ đó là giọng như vậy. Nhưng khi mà Nam nghe vậy thì Nam cũng bất ngờ đó. Thì thầy Tâm Dũng đang uống nước đó, thầy Minh Khẩu thì đang bên đó. Bên đó có mấy bụi tre, có bàn ghế, bàn đá với cái đá bên đó. Dạ, như ở góc dưới gì cũng có đó vậy. Bên đây sầu riêng cũng còn nhỏ. Có cái cọng rào tốt ngoài đó luôn. Nam rất là may mắn ha. Để Nam quay cầm trước lại nói chuyện với cô chú anh chị mình ha. Đó thì Nam sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình theo chàng Nam đi vào cái khuôn viên đó, nhà thờ của gia đình của cô ha. Rất là tự nhiên nha, rất là tự nhiên nha. Nói chơi thôi chứ được sự đồng ý của gia đình đó thì Nam mới đi. Đó, bên đây một cổng, bên kia một cổng, bên đây là xe du lịch chạy vô luôn, bên kia thì xe du lịch đi xuống hơi khó, bên kia là tại cái ao sen. Ở bên đây nguyên cái hàng tre luôn nè, hàng tre là đi vòng qua đó luôn. Để Nam bật cam đi vòng qua đó cho cô chú chị mình xem nè, biết làm xong hết chưa thì Nam chưa biết đó. Nói chung là công trình là đang làm đó. Bên đây thì trồng cao rất là nhiều luôn nè mọi người. Rồi, ở cái này mà mấy sư mà khiết hạ mà ẩn tu đây thì đi bò hành ở trong đây thì hai mẫu này là đi là ok luôn đó cả nhà. Cửa ngang là 1m2 nha. Đó lục bình nè đó. Đó cái nhà bên đó là cũng bự lắm á, để cho anh chăm sóc vườn. Còn ở đây là gào lưới nha cả nhà mà. Còn phía bên tường bên kia là tường, xây tường. Đó, Nam đi vòng đây, đi vòng ngược lên rồi đi tới đâu tắt đèn tới đó luôn. Nguyên dàn hàng cao dưới này nè, trồng theo clip luôn á, một clip như gì bề ngang ba cây ba hàng, cá nhiều lắm cả nhà. Nói chung là đang làm dần để cho nó hoàn thiện. Nó xung quanh là trồng tre. Đó cắt lại rộng. Dòng xung quanh là cô kéo điện hết luôn á. Còn là đắt mặt tiền không nha. Đó thì quay nó hơi lắc đó, thì mọi người thông cảm ha. Với lại ban đêm nó không có rõ nét cho lắm thì mọi người quan hệ cho con. Anh ở đây mình á anh. Tối rồi quay thấy được cái gì đâu rồi. Cũng thấy. Tại em có mặt lép. Sáng này vô sớm rồi đâu mà. Tắt đèn vô không nghĩ chứ để đèn vô hoài sao không nghĩ được.
Dạ, giờ em đi vọng lên tắt luôn nè. Để một cái đèn này nha. Dạ, dạ. Dạ dạ. Đó. Còn cái những cái đường hình như đường vòng bên kia là chưa có làm hay sao á, không đi được. Đó, còn dài dài qua bên đó mọi người. Đây là cái ao. Quá trời đã. Thầy chút xíu đi về ngoài kia kiếm gì ăn uống rồi ngủ. Cũng may mắn đi theo với mấy thầy cũng được hưởng phước từ mấy thầy, cho nên mấy cô chú Phật tử cũng thương. Cái này mà 1-2 năm nữa cao lên đẹp lắm. Đây có chuồng bồ câu. Sáng mai quay lại. Quay buổi sáng sớm. Bao đẹp luôn. Cây này như là chừa lại nè, tắt cây này. Nam cũng xin phép kết thúc video ha cô chú anh chị. Chúc tất cả cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha. Nhớ theo dõi kênh của Nam và cho Nam một lượt đăng ký, một lượt bình luận ha cô chú anh chị. Đừng quên nhấn like ha. Rồi chúc tất cả mọi người ngủ thật ngon nha.